Hà ơi, ném tới 10 hộp màu với. Ok, bắt này. Yeah. Hộp bút màu này. Tớ xem nào. Cậu cho tớ hộp bút màu này nhá. Yeah. Nó rơi vào tớ ấy, thì phải là của tớ chứ. Nếu cậu mà muốn dùng chung thì phải trả lời đúng câu hỏi của tớ. Tớ đố cậu, bệnh gì bác sĩ phải bó tay? Bệnh gì nhỉ? Các bạn ơi, các bạn có 2 giây để bấm like và 2 giây bình luận trả lời giúp tớ nhé. Trong lúc chờ câu trả lời, cậu thì tớ lấy màu ra vẽ nha.